Lộc Hưng đang tự đẩy mình vào thế đường cùng. Trong hai ngày 4 tháng 1 và 9 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình đã cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên khu đất vườn rau Lộc Hưng, vì các công trình này được xây bởi một nhóm di dân Công giáo đã chiếm dụng trái phép khu đất từ nhiều năm nay và phối hợp chia sẻ lợi ích với các tổ chức, cá nhân chống đối trong quá trình chiếm dụng. Từ ngày 4 đến nay, đợt cưỡng chế đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận chống đối. Trong 4 tuần qua, 4 chủ thể liên quan đến vụ việc gồm chính quyền địa phương, nhóm cư dân vườn rau, 17 luật sư đại diện cho họ và các tổ chức, cá nhân chống đối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có một loạt động thái mới liên quan đến vụ việc. Cụ thể, chính quyền địa phương đã đưa ra một số tuyên bố để ổn định dư luận. Một mặt, họ khẳng định mỗi hộ dân đang canh tác nông nghiệp trên khu đất này sẽ được hỗ trợ 7.055.000 đồng trên 1 mét vuông theo đơn giá đất nông nghiệp, được hỗ trợ khoản tiền tương đương doanh thu từ việc trồng rau trong 3 tháng, được hỗ trợ dạy nghề mới theo nguyện vọng cá nhân, và riêng những hộ nghèo, neo đơn sẽ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mặt khác, họ khẳng định rằng cả 134 hộ dân sống trong vườn rau Lộc Hưng đều có ngôi nhà khác ở bên ngoài, và rằng khi tháo dỡ các công trình trái phép trong vườn rau, họ đã phát hiện có phòng cách âm và thiết bị ghi âm, ghi hình, phục vụ cho các hoạt động truyền thông có nội dung tuyên truyền xấu. Sau khi chính quyền địa phương phát đi những thông điệp trên, nhóm cư dân vườn rau tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác. 20 hộ dân ở đây đã thuê 17 luật sư đại diện, rồi cùng nhóm luật sư tiến hành nhiều hoạt động như tụ tập nộp đơn ở các cơ quan công quyền, viết thư kêu cứu gửi các lãnh đạo nhà nước và chuẩn bị khởi kiện những người liên quan đến vụ cưỡng chế giải tỏa. Trong các hoạt động này, họ nhắc lại yêu sách cũ của mình, rằng nhà nước phải công nhận quyền sử dụng đất của họ trước, còn đền bù với mức giá nào thì tính sau. Với quan điểm đó, họ từ chối nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Cả nhóm cư dân lẫn nhóm luật sư đều tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền để thuyết phục dư luận ủng hộ yêu sách của họ. Hoạt động tuyên truyền của nhóm cư dân được đại diện bởi Cao Hà Chánh và Cao Hà Trực đang đi theo hai hướng. Trong hướng thứ nhất, họ cung cấp cho đài BBC tiếng Việt một bản tường trình sai sự thật về nguồn gốc của khu đất vườn rau Lộc Hưng. Cụ thể, họ nói rằng khu đất này vốn thuộc quyền sở hữu của hội truyền giáo Thừa Sai Paris Sơn Tây. Giáo hội đã cho nhóm cư dân mượn khu đất này từ năm 1954, rồi sau đó mới cho tổng nha viễn thông của Pháp mượn một phần đất để làm đài Athena. Trong khi đó, cả những giấy tờ mà nhóm cư dân đăng lên mạng từ hồi tuần trước lẫn bản báo cáo năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đều khẳng định rằng khu đất này vốn thuộc tổng nha viễn thông của Pháp. Sau đó, Linh Mục Đinh Công Trình thuộc Hội Thừa Sai Paris Sơn Tây đã làm đơn xin khu đất này để làm nơi sinh sống, trồng trọt cho nhóm di dân từ miền Bắc. Trong hướng tuyên truyền thứ hai, họ tiếp tục tự mô tả mình như một nhóm dân nghèo, vô tội, bị chính quyền địa phương tước đoạt và dồn vào đường cùng. Vì vậy, cần cộng đồng thương hại và bảo vệ. Cụ thể, họ trả lời phỏng vấn các báo nước ngoài rằng họ đã đi nộp đơn ở văn phòng tiếp dân của Ủy ban Nhân dân, văn phòng Quốc hội và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hai cơ quan sau đã cho bảo vệ bao vây, chặn lại và không tiếp, rằng văn phòng tiếp dân của thành phố từng ra văn bản đề nghị lãnh đạo thành phố có buổi tiếp xúc với họ, nhưng đến nay vẫn chưa có buổi tiếp xúc này. Rằng truyền thông chính thống nói sẽ xử lý 20 đối tượng chống đối trong số họ, khiến họ bị tổn thương, rằng họ dù phải chết cũng làm đến cùng, vì đã bị đẩy vào đường cùng, không còn nguồn sống. Họ cũng nói rằng, dù 134 hộ dân vườn rau có nhà ở ngoài, đó thường là nhà của con cái đã ra ở riêng. Trong đó, nhiều căn rất chật hẹp, nhiều người trong số họ đã bán nhà, nên không còn nơi khác để đi ngoài vườn rau. Cùng lúc đó, các báo nước ngoài và giới chống đối tiếp tục đưa tin rằng cư dân của vườn rau Lộc Hưng đều là những người có hoàn cảnh khó khăn như nông dân nghèo, sinh viên nghèo, thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, dân bán vé số, v.v. Trong khi nhóm cư dân vườn rau tập trung khai thác vụ việc về mặt tình, 17 luật sư đại diện cho họ lại khai thác vụ việc về mặt lý. Nhóm luật sư bao gồm những gương mặt quen thuộc như Trần Vũ Hải, Đặng Đình Mạch, Nguyễn Văn Miến, Trịnh Vĩnh Phúc đã ra thông cáo rằng truyền thông chính thống đang đưa tin một chiều về vụ việc khi công bố các tài liệu và lập luận của phía cư dân. Sau đó, họ nhắc lại quan điểm và yêu sách của nhóm cư dân
đồng thời nói rằng chính quyền quận Tân Bình đã làm sai thủ tục pháp lý khi xử lý vụ việc này trên 3 điểm. Thứ nhất, quận không công bố các văn bản cho thấy sau năm 1975, khu đất vườn rau Lục Hưng thuộc sở hữu của một cơ quan nhà nước. Thứ hai, khi cưỡng chế tháo dỡ các căn nhà xây trái phép, quận chỉ đưa ra một bản thông cáo cưỡng chế của chủ tịch phường, chứ không đưa ra các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng, biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính trong việc xây dựng. Thứ ba, quận chỉ hỗ trợ 7.055.000 đồng trên 1 mét vuông cho những hộ đang canh tác rau trong khu đất, mà không hỗ trợ những hộ đã bỏ canh tác để xây nhà. Như vậy, những hộ dân đã bỏ trồng rau để xây nhà, coi như mất trắng khu đất. Hiện nay, các tổ chức, cá nhân chống đối đang giúp lan truyền thông điệp của nhóm cư dân và nhóm luật sư, đồng thời quyên góp tiền để ủng hộ họ. Chẳng hạn từ ngày 10 tháng 1, Sư Quỳnh đã vận động cộng đồng góp tiền để giúp Phạm Thanh Nghiên và các hộ khác ở vườn rau xây nhà mới. Kha Lương Ngãi là người nhận các khoản quyên góp này. Tính đến ngày 16 tháng 1, đã có 95 người quyên góp 215.020.000 đồng cho Phạm Thanh Nghiên và 6 người quyên góp 28.638.000 đồng cho các cư dân còn lại. Như vậy, số tiền quyên cho Phạm Thanh Nghiên lớn gấp 7,5 lần số tiền quyên cho các cư dân còn lại của vườn rau. Cũng trong chiến dịch từ thiện vừa nêu đây, ngày 19 tháng 1, dòng Chúa Cứu Thế viết trên Facebook rằng một người giấu tên đã dùng tấm tôn trong đống đổ nát ở vườn rau Lộc Hưng để chế ra một bông hồng thép. Mẹ của người này cũng đem tiền lương hưu ra giúp đỡ nhóm dân vườn rau. Dòng Chúa Cứu Thế dùng ảnh chụp bông hồng này để tuyên truyền rằng nhà nước đại diện cho hủy diệt và hận thù, còn giới chống đối, bao gồm họ, đại diện cho tình yêu thương. Trong khi đó, một chủ thể quan trọng trong vụ việc này là Giáo hội Công giáo đã không có phát ngôn nào từ ngày 4 tháng 1 đến nay. Dư luận chống đối chỉ đăng lại một tuyên bố của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn có từ năm 2007. Như vậy, nhóm cư dân Lộc Hưng và các hội đoàn chống đối liên kết với họ đã trình bày các lý lẽ của mình trong vụ việc. Vì họ dự định khởi kiện và đang phát ngôn dưới sự hướng dẫn của các luật sư, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục sử dụng những lý lẽ này trong thời gian tới. Một số ý kiến của họ, như việc họ nên được chính quyền địa phương cấp quyền sử dụng đất từ trước và việc một số cư dân vườn rau đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là những ý kiến mà dư luận nên lắng nghe một cách công bằng. Tuy nhiên, họ đã không trung thực trong một số phát ngôn khác. Chẳng hạn, họ đã cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc của khu đất khi trả lời phỏng vấn đài BBC tiếng Việt. Họ không đề cập đến một sự thật rằng nếu họ khiếu kiện vượt cấp và có dấu hiệu tụ tập gây rối trật tự khi làm việc này, thì các cơ quan như văn phòng quốc hội và thành ủy có quyền huy động lực lượng để ngăn họ lại. Khi nói rằng mình đã bị dồn vào thế đường cùng, không còn nơi ở hoặc kế sinh nhai nào ngoài vườn rau, họ bỏ qua một thực tế rằng nhiều người trong số họ có nhà ở ngoài, rằng họ có 16 năm để chuyển sang nghề khác nhưng đã không làm, và rằng chính quyền địa phương đang đề nghị dạy nghề, hỗ trợ tài chính để chuyển nghề cho họ. Chính quyền địa phương cũng đã chuyển các thương phế binh trong vườn rau đến trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng những người này đã trốn ra ngoài. Qua các chi tiết trên và việc vườn rau có máy in, phòng thu âm, tài liệu được dùng cho mục đích chống đối, có thể thấy nhóm cư dân này đang nhất quyết bất hợp tác để đối đầu với nhà nước về mặt chính trị, chứ họ không hề bị dồn vào đường cùng về mặt kinh tế. Có lẽ nhóm cư dân Lục Hưng sẽ đi lại với xe đồ của nhiều nhóm dân oan khác, thay vì thỏa hiệp với chính quyền địa phương để được trở lại lao động, sinh sống như những người bình thường, họ lại hợp tác sâu với các nhóm chống cộng để nhận tiền tài trợ. Dần dần, họ lệ thuộc vào giới chống đối về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Rốt cuộc, chính họ tự đẩy mình vào thế ăn xin, chứ không hề bị người khác dồn ép.